Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng giêng. Thường ở ngoài ta kêu là rằm Thượng Nguyên đấy, là cái rằm lớn trong ba cái rằm trong năm: tháng giêng, tháng bảy và tháng mười. Tháng giêng là trung nguyên, tháng mười là hạ nguyên, là hết cái năm đó. Thì hôm nay là thượng nguyên, Tết đã qua rồi, thì cái rằm đầu tiên của ngày Tết cũng là cái tiết mùa xuân đấy. Hôm nay cũng có duyên lành có Phật tử tề tự đồng đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Thường thường đó, chúng ta thường cầu cho người chết, nhưng mà theo đạo Phật chánh cống đó thì cầu cho người sống. Chứ người chết thì nó mơ hồ lắm, nhưng mà cái chết với cái sống không phải là hai, nhưng Phật tử thường phân là hai. Thì hôm nay tôi muốn làm sáng tỏ cái đó. Để sống làm sao thì chết như vậy. Sống dính mắc với cờ bạc thì sống là thường thường sanh vào cảnh giới gia đình cờ bạc. Sống mà còn nhậu nhẹt, ăn thịt uống rượu thì sẽ sanh vào gia đình của người nhậu nhẹt. Còn sống mà giữ năm giới cho tròn thì sanh về cõi trời dục giới. Mà có phát nguyện nữa thì sanh về hạ phẩm cõi cực lạc. Còn nếu giữ tám giới đó thì sanh về cõi trời sắc giới. Mà phát nguyện nữa thì sanh về cực lạc hạ phẩm trung sanh. Còn nếu giữ mười giới, tu đắc tứ thiền tứ không, thì sanh về cõi trời vô sắc. Còn phát nguyện thì sẽ được sanh về hạ phẩm thượng sanh. Đại khái là như vậy. Đạo Phật rất thực tế. Hồi nãy có mấy cái bài tác bạch đó, rồi quý sư chỉ dạy coi tụi con phải làm gì để cầu an và cầu siêu cho cha mẹ đã quá cố. Thì cái đó chỉ còn tụng kinh và niệm Phật hồi hướng thôi, nhưng mà nó không thiệt tế mấy. Bởi vì chúng ta chưa đắc quả, chúng ta không biết cái dòng của cha mẹ bây giờ về đâu. Chỉ có những lúc trong gia đình làm chim bao thì cha mẹ có thể hiện hồn về, nhưng mà cái đó không thực tế mấy. Vì nhất chim bao nó có nhiều trường hợp lắm. Chúng ta qua cái tiến trình năm quẩn, có khi chim bao là do năm tức đầu, mắt tai mũi lưỡi nó phát hiện. Có khi là do thức thứ sáu, cái này là phức tạp nhất nè. Có khi là do thức thứ bảy, có khi do thức thứ tám. Hai cái này ít khi hiện chim bao. Ở chim bao thì chúng ta sẽ được linh ứng ngay trong cuộc sống. Thành ra vấn đề chim bao đó thì chỉ có Như Lai mới hiểu rành thôi. Còn chúng ta nhờ duy thức học, chúng ta có thể hiểu phần nào, đoán định theo cái tiến trình của sắc quẩn là sắc thân, năm thức đầu là thọ quẩn, và tư tưởng là thức thứ sáu, và mạt na thức thứ bảy, và ý chí đó. Còn thức thứ tám a lại gia, thì mạt na với a lại gia là không bao giờ chết, nó chuyển biến nó liên tục. Còn sắc thân, cảm thọ và tư tưởng phải gián đoạn khi chết. Thì còn lại cái linh hồn là a lại gia, tức là tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, chủng tử và phước báo còn chứa lại trong linh hồn dưới hình thức chủng tử. Còn ý chí là mạt na, tức là những cái tính toán, so đo, quyết định để hành động tạo nghiệp. Vì mấy cái này Phật tử phải nghe đĩa tôi nhiều lần. Thì còn lại có hai cái này thôi, tức là còn lại nghiệp và linh hồn. Ở ngoài quý vị thường kêu vậy đó, thì nó còn hai cái này thôi. Mà hai cái này phức tạp ạ. Chúng ta phải ngồi thiền cho sâu thì chúng ta mới hiểu được. Thành ra tôi giảng về hiện tại. Chúng ta sống, chúng ta dính mắc vào cảnh giới nào thì cha mẹ chết sanh về cảnh giới đó. Thấy không? Thì chúng ta đoán lúc còn sanh tiền. Còn muốn cha mẹ được siêu thì siêu trong lúc sống. Còn chết rồi quý sư cầu đó thì 10 phần, được 3 phần thôi. Còn con cái cũng vậy, cầu cho cha mẹ 10 phần, cha mẹ hưởng 3 phần, mình hưởng tới 7 phần. Thì cầu có một là kinh sám hối,
và quan trọng nhất là kinh Địa Tạng. Nếu mình thấy cha mẹ hiện về mặt buồn rầu khóc lóc thì đây là cha mẹ ở bốn đường ác. Và trong lúc còn sống mà cha mẹ ăn thịt, uống rượu, cờ bạc, không giữ giới thì tất nhiên chết tại cảnh giới xấu thôi. Thành ra lúc còn sống mà khuyên cha mẹ là cái cầu an và cầu siêu thực tế nhất. Thực tế nhất thì quý vị phải nhớ, ai còn cha mẹ thì cố gắng làm ngay bây giờ hết sức mình. Còn nếu mình khuyên không nổi nữa thì ta nói áo mặc sao qua khỏi đầu. Con mà khuyên cha mẹ khó lắm. Thì nếu người con thông minh thì còn nhiều cách. Nhờ quý sư cô, nhờ các nhà sư có giới đức, nhờ quý thầy đến nhà khuyên. Mà cha mẹ không thích đến nhà, thỉnh đến tịnh xá, không thích đến tịnh xá chùa nữa, thì mình có thể dấu diệu cha mẹ xin về trai tăng. Mà cha mẹ không cho nữa thì đừng có cưỡng, thì mượn băng về cho cha mẹ nghe. Cha mẹ không nghe nữa thì mình phải có hiếu hơn nữa, chiều hết cha mẹ. Chiều không phải là chiều luôn, chiều để lấy lòng cha mẹ, cho cha mẹ thương mình. Rồi trong lúc cha mẹ vui mình năn nỉ, thì một lần không được thì 10 lần. Thì không ai mà lòng sắt đá bao giờ. Mà muốn nói cha mẹ nghe thì tất nhiên mình phải là người con giữ tròn 5 giới. Thì cái giới hạnh mình làm cha mẹ cảm động, làm cha mẹ cảm thấm lâu như đá mà chẳng trừ lọ ai. Chúng ta hồi học nhị thập tứ hiếu đó, thì thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa. Nó xót nhà quyên quạnh quẻ đã lâu, mà thờ cha sớm giếng quê hầu, chẳng may mà gặp phải mẹ sau nồng nàn. Thì chúng ta biết Mẫn Tử khuyên rồi đó. Thì hồi lúc sớm là mẹ chết, người cha mới lấy người vợ bé sanh được 2 đứa con. Thì ta nói mấy đời mà đúc có xương đó, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Thành ra bà vợ trước có đứa con thì bị hành hạ, làm cực khổ suốt ngày, mà cái mảnh áo thì te tua hết. Còn 2 đứa em con ruột của bà thì mặc áo bông kết giấm. Thành ra khi đó đẩy xe làm ruộng ở ngoài thì run quá mới té chết giấc. Thì người cha mới thấy, nhìn cái biết là trời lạnh như thế này, nó mặc áo te tua như vậy nó làm sao chịu nổi. Ông mới dự giận quá về cái cắt đứt cắt dây sướng tỳ, là phu sướng phụ tỳ, vợ chồng từ nay không còn, đuổi bà vợ bé đi. Thì xa nước mắt chân quỳ miệng gửi, miệng xin cha xét lại nguồn cơ. Mẹ còn chịu một thân đơn, mẹ đi luống những cơ hàng cả ba. Cha nghe nói cũng xa giọt tuổi, mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa. Cho hai hiếu cảm nên từ, thấm lâm như đá chẳng trừ lọ ai. Thì Mẫn Tử mới quỳ xuống lại cha. Nếu mà cha đuổi mẹ con đó, mẹ con còn ở đây mẹ ghé mà, thì mặc dầu con mình con chịu cực mà 2 đứa em được ấm cúng, mà cha đuổi đi rồi cả ba đều cực hết. Mặc dầu là em ghẻ nhưng mà ổng thương rất mực như thương em ruột. Thì cha nghe nói cũng xa giọt tuổi, người cha nghe khóc. Mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa. Mình đối xử một cách tàn tệ với nó mà nó đối xử mình rất là coi hiếu. Thì từ nay bà coi như con ruột bà, gia đình mẹ ấm cúng. Thì chúng ta thấy nhờ cái gì? Nhờ cái cuộc sống của mình. Cuộc sống mình chứng tỏ hết. Thành ra muốn độ cha mẹ là phải độ bằng thân giáo. Chính mình phải giữ 5 giới. Chính mình phải ăn chay. Chính mình phải có cuộc sống gương mẫu trong gia đình. Thì cha mẹ cũng phải cảm cái đức mà nghe lời con. Còn đứa con về nó nghênh ngáo nghênh ngang mà ngang ngang mà khuyên cha mẹ làm sao khuyên được. Muốn khuyên cha mẹ phải khuyên mình trước. Rồi sau đó nhờ cái đức của các sư, các thầy, quý sư cô, thì mai ra mình độ được cha mẹ. Thì quý vị nó không độ được, tôi thấy không có vấn đề đó. Không có ai mà cứng như đá. Mà cứng như đá, nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn. Mình cứ bền bỉ đi rồi cha mẹ mình sẽ quay đầu. Mà trước tiên là phải mình quay đầu trước. Mình về Phật Pháp mà hiểu Phật Pháp cho nhiều. Rồi mình nói riết là cha mẹ cũng phải siêu thôi. Còn hồi lúc sống thì bỏ bê cha mẹ, lo đi làm ăn, rồi lo đi
chạy mánh, rồi để rồi cha mẹ chết rồi khóc lóc, rồi sưng mặt sưng mày, cái đó là bất hiếu, cái hình thức thôi để mà gạt người ngoài đời. Chúng ta thường thường rất sợ dư luận, mà chúng ta không sợ mình. Mình làm cái gì đó có thể dư luận không biết, mà mình biết là đủ chết rồi. Thành ra chỉ sợ mình, cuộc đời này không sợ Phật, Phật đâu có làm gì mình được. Không sợ công an, không sợ dư luận, mà sợ chính mình. Nếu mình không sát sanh trộm cắp tà dâm thì công an nào mà bắt vớ mình. Còn mình sát sanh trộm cắp tà dâm, mình cầu Quan Âm tha thứ cho mình, thì có công an tha thứ mình chứ không có Quan Âm nào hết đó. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thành là cuộc sống chúng ta phải dưới lực làm thầy. Mà Đức Phật đã nói dưới lực là thầy của ba đời chư Phật, thầy của tất cả mọi chúng sanh. Khi Phật tịch diệt rồi, A Nan mới bạch, khi mà Như Lai chết, tụi con lấy ai làm sư phụ? Thì Đức Phật trả lời, lúc ta còn sống, ta cũng không phải là sư phụ các con. Ta cũng giới lấy lực làm thầy, chính ta cũng giữ giới như các con vậy thôi. Giới lực là thầy chung của ba đời chư Phật. Thì còn ta, mấy con cũng phải giữ giới, ta cũng giữ giới. Mà ta chết đi thì giới lực là đời đời bất diệt. Các con cứ ôm giới lực là vĩnh viễn, các con sẽ đi đến quả Niết Bàn. Thành ra trước khi tịch khỏi cõi thế mà vào Niết Bàn, Đức Phật Tổ có khuyến khích chư Tăng Ni mấy lời này. Khi ta từ giả chư đệ tử, chớ nói rằng ta nhập Niết Bàn là ta để hết bảo hộ không. Không, ta để lực lại, giới lực lại nó sẽ ủng hộ cho. Hãy coi giới lực là thầy mãi. Bao giờ lực của ta còn trì giữ thì đạo Phật còn tỏ rõ và thạnh hành. Nếu chư đệ tử giữ giới mà làm cho đạo sáng và thạnh thì sẽ hữu Niết Bàn. Còn để cho đạo tắt mất thì trần thế sẽ bị chôn trở vào nơi hắc ám, cũng như lúc mặt trời lặn buổi chiều. Hãy giữ giới cho kỹ, hãy hội họp lại mà đọc giới bổn theo như ta đã dạy, ráng bảo tồn nó vì nó giúp ích cho chúng sanh, giúp cho tiến theo nẻo Phật. Đó là cái lời dạy. Sáng người xưa mới đọc giới, cũng đọc cái bài kệ đó, một tháng phải hai lần đó. Thì Phật tử cũng lấy cái đó làm thầy, mà Đức Phật Thích Ca cũng lấy cái đó làm thầy. Cái đó không bao giờ chết, sẽ bảo vệ quý vị đi tới cõi trời, cõi A-la-hán và Như Lai. Thì chúng tôi truyền giới là truyền cái đó, đó. Chứ không phải truyền giới là bắt quý buộc theo tôi. Theo tôi là ngu. Mà tôi chấp nhận quý vị là Phật tử mà tôi không cho đi đâu hết, thì tôi nhốt quý vị ở tù, thì tôi giữ tù, thì quý vị ở tù trong, tôi ở tù ngoài. Cái đó là dại dột. Mình không có đệ tử ai hết á, cũng không phải đệ tử Thích Ca, cũng không phải đệ tử Di Đà, mình đệ tử của giới luật. Ai mà bảo vệ cho mình, ai mà đưa mình tới Niết Bàn thì đó là thầy thiệt của mình. Mà ai đưa mình tới Niết Bàn? Không ai đưa. Bây giờ quý vị không giữ giới mà ông Phật Thích Ca, Phật A Di Đà mà tiếp dẫn quý vị về Cực Lạc, tôi xin xuống địa ngục. Mà muốn về Cực Lạc ít nhất là mình cũng phải nhất niệm. Khỏi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là còn tạp niệm. Niệm Phật khỏi đếm còn tạp niệm. Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Đây là nhất niệm. Mà muốn niệm được vậy thì phải làm sao? Phải giữ giới. Không giữ giới mà đi sát sanh trộm cắp, ngồi xuống làm sao niệm cho nhất niệm được. Thành ra giới là cái nền tảng. Giới còn thì đạo Phật còn, mà giới mất thì đạo Phật phải mất. Giới là khuôn hình, cái trống để bảo thủ, thấy tiền tiếng đầm ấm thanh cao của nó. Thì thôi, thời giờ nó không có, tôi giảng cả nó hết giờ. Thì bây giờ quý vị trở về xác thân của quý vị. Quý vị có 3 cái thân, thì có 3 cái giới. Thứ nhất là cái thân bên ngoài, quý vị dễ thấy lắm. Rồi thân bên trong nữa là quý vị khó thấy à. Nhưng mà quý vị cũng phải mổ xẻ thôi. Cái thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Thì quý vị nhìn thấy rồi đó. Cái thân này là kêu là đoàn thực hay loạn thực. Ăn đồ ăn rồi tiêu thành khối tròn hoặc là cục phẳng ỉa ra. Thì bây giờ chúng ta phải chịu ăn cái đó đấy. Thì đoạn là đứt từ khúc, đoạn là dò thành viên. Ăn uống để dò thành viên rồi đi ra. Thì cái đó kêu là đoạn thực. Ăn để nuôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Thì quý vị giờ đang ở đó, nhưng mà quý vị đang chìm đắm trong đó, mê mải trong đó, ăn uống
sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ một cách đê tiện thì ngay bây giờ bốn đường ác. Nếu cha mẹ mình ở đó thì chắc chắn bây giờ các ngài đang ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Quý vị đi coi mấy người nhậu rượu, thế chừng họ sai rồi họ chửi lộn nhau là tục tiểu, có khi đánh lộn, rồi có khi cái rời xô đang nấu và bắt xuống lên ngồi cho nó phỏng đứt hết. Cái này là tôi chứng kiến à, lúc tôi làm thầy giáo á. Nhưng ông thầy giáo mà nhậu quá, kêu Hoàng Tả bánh lù gì đó, nước dừa với cái gì đó rồi đem đun sôi, rồi mua tôm mua tép gì nhúng nửa sống nửa chín đem lên, kêu Tả bánh lù vậy đó. Rồi tôi mới đi dạy, tôi không biết uống rượu, không biết uống thuốc, không biết gì hết. Nhưng mà cái xã hội nó như vậy. Rồi mình sư phạm mình xuống rồi sau làm hiệu trưởng còn khổ nữa. Rồi tôi nhờ cái đó mà tôi mới trốn đi tu. Đó thì chúng ta mới biết rằng lúc sống vậy thì đau khổ, thì chết là kìm cảnh giới nhậu để đầu thai. Trong gia đình nào cha mẹ nhậu tìm vô đó thì cái đó đâu có giới lực gì, không có giữ giới, kêu bốn đường ác. Thì đó là thỏa mãn cho sắc thân này. Thành ra chúng ta giữ năm giới là cố gắng tránh những cái đê tiện đó. Không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mà không sát sanh còn phải phóng sanh, Phật tử đây có giữ hết rồi thì có thể mình tránh được bốn đường ác. Thì sanh về cõi người và trời dục giới, những người giữ năm giới. Thì chúng ta cũng còn ăn mặc ở bệnh nhưng mà cao thượng, biết ăn chay tháng 10 ngày, heo, chó, gà, vịt không ăn cũng không giết, chỉ còn ăn tôm, cua, cá, tép. Thì quý vị thấy là nó cũng còn là sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ nhưng mà cao thượng hơn. Cao thượng hơn. Rồi quý vị thời gian quý vị thấy cao thượng chứ cũng còn dính mắt, còn ăn mặc ở bệnh còn ghiền, nhất là những người mà ăn chay trường, thỉnh thoảng thèm là những người ăn Osava. Thì cử là cử giấm dữ lắm, mà ăn một cái xả láng, tôi biết Phật tử như vậy không? Mà nó cái cõi dục giới này nó đau khổ lắm. Thành ra năm giới không êm thì phải giữ lên tám giới là sắc thân thứ hai. Tám giới thì đúng ra là khi mà đắc quả rồi, đắc tám giới, đắc thiền định rồi đó, không có ăn uống nữa. Ăn bằng cái gì quý vị biết không? Cái hỷ lạc. Ai mà có ngồi thiền như đây có ông cái gì Thông Lạc đó, 7 ngày 7 đêm là thường thôi, người ta ngồi tới 7 tháng 7 năm không ăn uống gì hết. Vì sống bằng cái gì? Sống bằng cái hỷ lạc. Thì ai có vô đó, tôi thì có vô được 8-9 tiếng thôi, nhưng mà 12 giờ khuya tôi ngồi tới 9 giờ sáng. Thì lúc đó đâu có tiêu tiểu gì, không còn có thân nữa. Thì chúng ta phải nhớ là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Thì chưa có định, tới mà khỏi cần niệm Phật, ngồi xuống là nghe tiếng niệm Phật để bắt đầu đi vô thiền định đó. Thì có thể ngồi 5 tiếng, 7 tiếng, 15-20 tiếng. Rồi tới đó là kêu định sanh ý lạc, rồi ly hiểu về lạc, chìm đắm trong đó mất thân luôn. Ngồi 7 ngày 7 đêm 7 năm không có ăn uống gì hết. Thì cái này là ăn bằng cái gì? Bằng cái cảm giác hỷ lạc. Ai vào đó rồi mê trong đó, chỉ còn là cái cảm giác hỷ lạc, cái thân biến mất. Ngồi đó rồi xả thiền ra thấy chừng 5 phút mà thật ra là 7 năm. Thành ra các cõi trời đó 7 năm bằng, ở dưới này 7 năm bằng cõi trời có 5 phút. Thì ai có ngồi thì biết. Tôi thì chưa tới 7 năm, chỉ có 7, có 9 tiếng thôi. Ngồi một cái 9 tiếng mở mắt ra nhớ có 5 phút mà đã mặt trời lên 9 giờ, 12 giờ kia. Bắt cái ghế ở đó, đây là không có cái bộ đội này đâu. Ruộng không à, có cây còng lớn ở đây, ai mà ở Trà Vinh lâu thì biết hết sau này. Ruộng không à. Rồi tôi bắt ghế đó 12 giờ khuya tôi ra, tôi ngồi tôi mở mắt ra thì 9 giờ sáng. Không biết mình ngồi bao lâu, tưởng là 5 phút mà mở ra là 9 giờ. 9 tiếng đồng hồ mà coi chừng 5 phút. Đó là thiền định còn kém đấy. Còn ta ngồi 9 ngày, 9 năm, coi cũng như có 5-10 phút thôi. Thành là các cõi trời mà so với cái này, ta bên một ngày ở bên cõi trời đó bằng ở đây là 5 năm. Ở xứ Cực Lạc có một buổi đó, cái ông gì đó Tịnh Khoan ông đi qua bển đó, nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp và trở về bên đây 5 năm 6 tháng. Mà ông đi có bển chưa tới một ngày nữa.
chưa tới một buổi nữa. Thì mấy ông coi đề cái quyển mà về Cực Lạc đó, của ông Tịnh Khoan, ông Pháp Sư đó. Ông ngồi trong động đá rồi cái Đức Quan Âm dẫn ông đi biến mất. Rồi 5 năm 6 tháng về thì ông thấy cái xác ông ngồi ở trong hang đá, ông mới ra. Trời ơi, Trung Quốc ta chạy kiếm ông muốn chết, ông biết ông trôi nổi ở đâu. Thì ông Đức Quan Âm mới dẫn về xứ Cực Lạc hoặc Di Đà để trở về nói lại là thế giới Cực Lạc nó vẫn có, mặc dầu nó là huyễn hóa. Thì ai coi cái quyển Tây Phương Ký vậy đó thì biết cái đó. Đó là tôi nói sắc thân thứ hai. Thì quý vị trở về với mình, mắt thì đó là sắc thân thứ nhất, dây thần kinh thị giác là sắc thân thứ hai, lỗ tai mình đó là sắc thân thứ nhất, dây thần kinh thính giác là cái sắc thân thứ hai, cái lỗ mũi mình đó là sắc thân thứ nhất, mà dây thần kinh khứu giác là sắc thân thứ hai, cái lưỡi là sắc thân thứ nhất, mà dây thần kinh lưỡi cái là cái gì? Tỷ thức đó. Thì dây thần kinh này là cái sắc thân thứ hai. Cái sắc thân đó thì là thần cái da đó là thần kinh thứ nhất, mà cái cảm giác của da đó là thần kinh thứ hai. Chúng ta chích thịt là chích vào cái sắc thân thứ nhất, chích gân là chích vào sắc thân thứ hai. Quý vị có biết gì đâu, nó chích thịt mà nó phù á thì đau chừng 5-10 phút, 1-2 tiếng là hết. Mà chích gân thì nó phù đau nhất mấy bữa, phải lấy ta cái ấp xe vào lấy đồ lăn chết mồ luôn. Thành ra khi chết rồi cái dây thần kinh xúc giác này 8 tiếng đồng hồ mới đứt thì mới chết thiệt. Mà cái đau của cái sắc thân thứ nhất là ít, ta kêu là cái đau của ngạ quỷ. Còn cái đau của dây thần kinh bên trong đó, cái đau này mới là của cõi trời. Thành ra mấy người nhậu nhẹt, ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng, mà thứ thần kinh thứ nhất đó là ngạ quỷ súc sanh Atula. Rồi cao thượng đó thì thuộc về cõi trời, quý vị là đang sống cao thượng. Nhưng mà cũng đỡ đau khổ, quý vị muốn đi sâu nữa thì phải tập niệm Phật. Mà niệm Phật muốn kết quả thì phải ít nhất giữ 8 giới, 5 giới thì kết quả kém lắm. Mà 8 giới quý vị làm sao giữ được? Tôi thấy ở đây chưa có ai thọ 8 giới, có 2-3 cô ở đây. Nhưng mà không biết giữ được không á. 8 giới là cạo đầu mặc đồ nâu. Giới thứ 6 là không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. Thứ 7 không nghe xe mát múa đờn kèn. Thứ 8 không trang điểm phấn son, cạo đầu trọc, ăn trường chai. Từ nay là không có ăn loài thú nhỏ, thú gì nữa hết. Là không có ngồi giỏng, không có mặc đồ ca tê sang, không đi coi truyền hình nữa. Nhất là cái thời buổi này, 8 giới rất là khó giữ. Mà mình giữ được thì mới là vào chống đỉnh được. Thì quý vị ra đây chưa, thế còn mà nếu vậy mà dễ tu thiền định, có thể ngồi 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà khó à, phải có những cái điều kiện. Tức là thầy sáng, bạn lành, không khí tốt, heo, ít bệnh. Thời buổi này ăn đồ bệnh không, nếu nhức nhối làm sao nhập được. Hồi xưa là ăn người ta phải kiên cử, người ta không có nhức nhối, người ta ngồi cái ta vô định. Ngồi chừng 5 phút là mất thân rồi đó. Thôi đó bắt đầu bắt kiết già lên 5 phút là mất thân rồi. Mới mê được. Nhưng mà mê cái đó cũng còn đó. Tôi thấy cái này là tưởng là niết bàn. Tới chừng coi di thức cái này là dính mắc vào cõi trời sắc giới. Thì tôi xuất gia là 250 giới mà. Thành ra đối với 8 giới là dễ giữ thôi. Còn bây giờ mấy người xuất gia 8 giới mà chưa chắc giữ được. Còn cõi trời vô sắc phải 10 giới, 2 giới sau này là khó nhất. Không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn chay. Chư thiên đã ăn sáng, Phật ăn giờ ngọ. Súc sanh đã ăn chiều, ngạ quỷ ăn đêm. Thì làm được không? Khó là. Còn giới thứ 10 là khó nhất, không rớ đến tiền bạc vàng, của quý, đồ trang sức. Đứng tên hông đa, đứng tên chơi, đứng tên máy điện thoại di động thì kẹt hết trơn giới thứ 10 này. Không còn làm cái gì hết, tối ngày lo tu thôi. Người xuất gia mà còn làm không được. Mình đâu bây giờ nói với giới luật còn thì đạo Phật còn, mà giới luật mất thì đạo Phật mất. Cái gì nhìn có đạo Phật còn hay mất? Mình biết rồi. Thấy vậy là biết đạo Phật còn hay mất.
Mà đạo Phật còn hay mất là do tăng ni. Tăng 250 giới là giới cụ túc. Túc là đầy đủ, cụ là tròn vẹn, đầy đủ một cách trọn vẹn. Không có giới nào cao hơn. Mà 250 giữ không nói gì, 10 giới cũng không xong. Mà 8 giới cũng chưa chắc. Rồi quý vị thọ thọ như quý vị thì 8 giới cũng chưa chắc là trọn vẹn. Nếu trọn vẹn là tu thiền định vô thì định liều. Cái giới nó ăn với cái định. Giới càng cao thì cái định nó càng sâu càng mạnh. Và bây giờ đâu có ai nhập định được. Có giữ giới đâu mà nhập. Thành ra đạo Phật bây giờ không có còn. Cái hình thức như tôi 250 giới bây giờ làm sao giữ được. Hồi tôi đi hành đạo tôi giữ được. Bây giờ tịnh xá 10 giới tôi cũng chưa giữ được. Nhất là bây giờ già. Mai là tôi cũng không giữ tiền, không có xài điện thoại, không có gì hết. Nhưng mà giờ tôi ăn chiều. Nó già rồi, ngày ăn qua món đói thì ăn rồi. Bị ăn một lần có chút xíu con. Mình chút xíu đói nữa, phải ăn nữa, uống sữa nữa. Thôi sức khỏe đâu. Mình ra nó đủ thứ hết trơn mà già rồi là không thể nhập định được. Bây giờ đó tôi ngồi 9 tiếng, bây giờ 2 tiếng là nhất rồi. Sức khỏe không cho phép. Tu đạo Phật thì không có là sắc thân. Không có ảnh hưởng sắc thân là phải A-la-hán. Nhập lưu nhất vãng lai còn ảnh hưởng sắc thân. Nhập lưu chỉ sanh về cõi trời dục giới, tức là cõi người trời dục giới 7 lần. Thánh thứ nhì nhất vãng lai sanh về cõi trời sắc giới 1 lần. Thánh thứ ba phải sanh về cõi tứ thiền của vô sắc 1 lần. Đi tới A-la-hán. Có A-la-hán là không có dính mắc vào đâu hết. Thì chúng ta thấy thánh thứ nhất là còn dính mắc, thứ nhì còn dính mắc, thứ ba còn dính mắc. Chỉ có mình A-la-hán là hết dính mắc. Nên bây giờ làm sao mà có thánh nhân? Mà không thánh nhân là tại cái hoàn cảnh bây giờ nó xa đọa quá trời. Hồi xưa thời Đức Phật đâu có điện, đâu có điện thoại di động, không có xe đạp nữa, đừng có nói là Honda hay là xe hơi này kia. Đi toàn là đi bộ, đi ngựa, đi kiệu. Đức Phật đi hành đạo phải lội bộ tới mộ luôn. Còn bây giờ không nói gì máy bay, tàu lặn nữa. Bây giờ ở đây quý vị có thần thông hết trơn. Hồi xưa mấy vị mà xuất gia theo Phật mà không có thần thông. Còn giờ ở đây ai cũng có thần thông, có người tới hai cái thần thông. Hai cái máy điện thoại. Ngồi đây nó tít tít phải chạy ra ngoài. Mở nghe. Ngồi đây quý vị tới 3, 4, 7, 8 thứ tầm. Nếu quý vị quen nhiều quá mà ngoại quốc nó đánh về rồi đã một ngày bận rồi nghe điện thoại đó là không có thì giờ mà ngồi thiền. Sáng thức dậy là có vấn đề rồi. Rồi nó mời đi Ấn Độ, đi Singapore, từ Mã Lai, đi tham quan hoài hoài, đi chơi hoài. Bây giờ mấy cái cơ quan nó hấp dẫn, nó mua đồ cho nó thì nó kêu bằng cái gì, nó tặng mua một, tặng một gì đó. Rồi nó tranh giành nhau, rồi nó những cái gian hàng trưng bày rất đẹp, móc hết tiền túi của mình. Làm tiền thì không có, mà xài ra thì có. Rồi cuối cùng sao? Phải trộm cắp, phải gian lận để kiếm tiền để mà phung phí sắc thân này. Nhất là kỳ Tết rồi mặc sức mua sắm, tưng bừng mua sắm, thấy nó đề. Rồi mình thì con mắt mình nó khói ra sắc, thấy đẹp thì mua. Mua về nhiều khi không có mặt, không có ăn vỏ đó hư hết. Mà nó cuộc đời này bây giờ đang xuống dốc, đang khổ sở là vì vật chất lên ngút trời. Mà cái tham dục của mình thì nhiều. Mà tham dục mà đặt cái lưỡi câu cho nó, ghẹo nó thì nó phải chìm đắm trong đó. Kiến tài ám nhãn mà thấy tiền bạc thì mình mê. Bằng đầu 1 tỷ không sao, tăng tới 10 tỷ, 100 tỷ thì bắt đầu nghiệm. Thì chúng ta vậy, sắc đẹp mà vừa vừa đẹp quá thì mình ngã. Bây giờ sắc đẹp với tiền bạc là hai cái giết mất người đời, giết mất luôn cả người tu. Nước mất nhà tan, cội bồ đề trốc gốc cũng do sắc và tiền bạc. Sắc tài rồi danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ là cõi này. Bây giờ tránh cái đó giữ tam giới mà mấy ai giữ được, thì phải tập tu thiền định, chìm đắm trong thiền định. Còn cái sắc thân thứ ba là cái ốc của vị. Cái gì để ý á, người mà bị bán thân đó là thần kinh sắc thân thứ hai. Người bị dũng não đó là thần kinh thứ ba.
Quý vị đi siêu âm mà nó tai biến mạch máu não rồi là thuộc về thân thứ ba, cái chỗ mà tư tưởng nó phát hiện. Còn dây thần kinh là cảm giác nó phát hiện. Còn cái sắc thân bên ngoài này đó là sắc thân đê tiện. Mình rờ cái gì trơn láng mịn mà mình khoái đó là cái cảm giác bên ngoài nè. Cảm giác của bốn đường ác. Rồi khi dây thần kinh bên trong nó rung động cái hỷ lạc, đây là cái thân thứ hai. Còn cái ngồi mà tính toán này kia đó để mà làm việc ác này kia, tính khôn ngoan để lợi dụng người ta này kia là cái sắc thân thứ ba, là cái bộ óc. Thành ra chúng ta thấy chặt tay chặt chân chúng ta sống, cắt cái lỗ mũi cắt cái tay cũng sống, mà cắt cái đầu rồi là kể như tiêu, kể như tiêu. Chúng ta đi xe hơi mà té xuống dưới rồi đã tay chân gãy vẫn sống. Mà khi bị cái thân thần kinh, cái chỗ cái điểm huyệt nhất cao nhất đó mà tiêu rồi thì người đó phải chết thôi. Mấy người mà ngay cái đầu chỗ ác nghiệt là kè hít kè thở, kè hít kè thở mà rồi hết rồi là đi, không có cứu được. Nó có cái bộ mà cái chỗ tư tưởng phát hiện, bộ đó quan trọng nhất. Mà hãy ngay cái sọ não gì đó thì không có bác sĩ nào cứu được hết, chỉ có lò thiêu nó cứu thôi. Đó, thì có hít thở hồi mà thở oxy hồi là hết thì là tiêu đi thôi. Ta nói là sắc thân thứ ba, chỗ mà tư tưởng nó phát hiện. Thành ra cái sắc thân thứ nhất là cái cảm giác phát hiện, là cái phù trần căn, cái căn nổi bên ngoài, căn đê tiện nhất. Mà nếu chúng ta chìm đắm trong đó ngay bây giờ, chúng ta là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atola, thì chết thì chúng ta tiến tới địa ngục đất đá, loài cỏ cây, loài thú sanh vào đó. Thì ngay bây giờ sao thì chết như vậy. Còn nếu bây giờ quý vị không có thèm những cái đó, những người tám giới người ta đâu có mà nhậu nhẹt, đâu có ăn thịt bò bảy món, thịt chó, thịt dê gì đâu. Bây giờ đó ngoài nhốt hết. Mà ở Việt Nam này, tôi miền Nam này tôi thấy đỡ à. Ăn thịt bò bảy món, ăn thịt chó, thịt cày gì đó. Còn ngoài Bắc ăn luôn thịt mèo. Ở trong Nam tôi ít thấy. Ngoài Bắc nó để bán thịt mèo. Ở trong này thì thịt cày. Ngoài Bắc cũng kêu thịt cày. Cày tơ. Ngoài bò tơ, bò gì nó ối. Thì đó là bốn đường ác ngay bây giờ. Thì chết thì đâu xuống những bốn đường ác mà sanh. Thành đâu quý vị cứ coi cuộc sống người đó biết như thế nào, độ là độ ngay bây giờ. Đừng có để cha mẹ sau khi chết rồi khóc lóc vô, thầy ơi thầy cầu cho con, nhất là cái tháng giêng này. Cúng sao, cúng hạn, sau La Hầu, sau Thái Bạch gì đó. Mà cha mẹ được siêu tai qua nạn khỏi, tôi xin xuống địa ngục. Tôi dám nói thẳng vậy đó. Đâu có ai giúp cho mình siêu. Ông Phật bây giờ không giúp mình siêu được. Mình sát sanh trộm cắp tà dâm thì giới ông Phật, Quan Âm hay là Địa Tạng gì giúp thì tôi xin xuống địa ngục. Các ngài chỉ là cảm ứng thôi. Mà muốn cảm thì mình phải giữ giới thì các ngài mới ứng hiện được chứ. Các ngài sẵn sàng cứu mình. Nhưng mà mình có chịu cho các ngài cứu hay không? Chịu mình cứ ăn thịt uống rượu, cứ nhậu nhẹt hoài ở Di Đà ơi, để con gần chết con kêu ngài, ngài cứu con nha. Không có vụ đó đâu. Trong đời này chỉ có mình cứu mình thôi. Tôi dám nói vậy. Tôi nói sai là tôi chịu tội hết. Mà mình cứu bằng cái gì? Cứu bằng năm giới, tám giới, mười giới. Mà năm giới không tu thiền định thì năm giới kể như bỏ. Tám giới mà không tu thiền định, không nhập định được thì kể như bỏ. Tức là không có giữ giới kỹ. Không giữ giới kỹ làm sao ngồi vô định được. Tám giới là khó giữ. Bây giờ chúng ta thấy là ít có ai mà thọ tám giới nổi. Mà thọ được ít có ai giữ được. Cả những người xuất gia như tôi 200 nhược giới chứ còn chưa chắc là giữ tám giới là tròn nữa. Tại có hoàn cảnh bây giờ nó bế tắc. Mà đã thọ thì phải chịu thôi. Bây giờ các nhà sư cố có tiền bạc, cũng có điện thoại di động. Rồi ăn cũng vậy, sao lúng xí sáng trưa chiều làm nao hết. Có người còn lén ăn thịt uống rượu. Làm sao mà đắc quả được. Thế giới là cái nền tảng mới qua định, định là mới qua cái thức trong sáng mới nhận được cái bất tử được.
thì quý vị cố gắng giữ năm giới cho trọn, thì mai ra có quỷ sanh về cõi trời dục giới. Rồi quý vị muốn thành Phật thì tịnh độ là hay nhất. Phật A Di Đà ơi, con chán cái cõi ta bà này lắm rồi, con tính về cõi Phật của ngài, con không muốn về cõi trời. Ngài hỏi gì mà con giữ giới được không? Con còn thèm thịt cá không? Con còn thích uống rượu không? Con còn ghiền cà phê không? Con còn quyền sắc đẹp, còn quyền tiền bạc rồi không? Còn thì thôi, thầy cũng không có tiếp dẫn được. Bây giờ con giữ năm giới rất là chín chắn. Con niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Bây giờ nó có thể tiếp dẫn được. Còn coi khỏi còn niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật thì chắc chắn ngài tiếp dẫn thôi. 100 người giảng sanh ở 100 thì là do mình chứ. Mình không nhất niệm làm sao ngài tiếp dẫn. Bây giờ con giữ năm giới không được, tháng 10 ngày trái ăn không xong, thì thôi con ở lại ta bà để ăn cho nó đã. Bây giờ về đây là con không có đồ mặn rồi con làm sao, không có thuốc hút, không có rượu, không có cờ bạc rồi con làm sao. Coi cực lạc là nên nhớ không có bốn đường ác nha, không có sắc tời danh lợi ăn uống ngủ nghỉ như cõi này, chỉ có bốn đường thiện thôi, cõi người trời và cõi sơ thiền, vị thiền, tam thiền. Mà về đó thì cũng chịu không nổi, cũng trở lại. Thành ra đường tiễn xuất gia như tôi đây thâu đó là mười mấy hai chục ra hết, chịu đâu có nổi. Có lúc 12 mà mình ở mẫu giáo mà nhảy vô đây thời gian thì cũng ra. Có nhiều ông vô 2-3 lần thì cũng ra. Cái trình độ mình thấp quá. Mà cái lớp này là cái lớp cao của những người ở yên lặng. Tối là vô mùng ngồi thiền, có mấy ông Việt Kiều vậy đó. Trời làm gì sư trung vô trong này sư. Con thấy khổ ngoài người ta vui với sức vui. Ta ăn thịt uống rượu, người ta đèn này để ông để chơi mà ở đây cái tỉnh xá tối thui. Vô đây rồi thấy mỗi sư một cái mùng chi vậy. Mấy sư chán nản cái gì mà chạy vô đó. Đấy là chán. Chán cái xa hoa, cái bòn bảy món của mấy ông đó. Mấy ông lại thấy cái đó là vui. Ông nói vô đây cho con một ngày con chịu cũng không nổi. Tôi nói đúng rồi. Cái trình độ ông vậy thì phải chịu vậy thôi. Còn tôi mà như ông đó một giờ đồng hồ cũng chịu không nổi chứ đừng nói một ngày. Ăn thịt uống rượu nhậu nhẹt tùm lum mà say xưa rồi chửi lộn rồi quánh lộn. Như vậy làm sao chịu nổi. Mà chúng ta lại thích. Ngoài đó có đám mà lễ cúng này kia đó là khánh thành nó nhẹt cứng thật thật. Như chi vậy? Ăn. Rồi ca hát này. Rồi những cái buổi lễ nó có nhảy vũ, có này kia, mấy trò biểu diễn này kia, khoái vô cùng. Mà những cái buổi trai tăng mà bắt ngồi thiền thì chịu không có nổi. Thanh tịnh quá, vắng vẻ quá, buồn quá trời mà tu cái gì. Tu cái gì mà thấy gì chán đời. Trình độ mỗi lúc, mỗi người nó mỗi khác. Mình ra thưa Phật tử càng ở chỗ thanh vắng chừng nào, thì cái đạo mình càng sâu chừng đấy. Mà trước tiên, trước sau thì cũng đi thanh vắng thôi. Khi hít vô không thở ra thì ai đi với mình? Chúng ta coi Đức Phật kể bốn bà vợ đó. Chết rồi bà nào cũng từ chối đó. Có cái bà cái nghiệp đó là đi theo mình suốt đời. Thì tôi không có thì giờ tôi kể câu chuyện đó. Thì đại khái là ba thân. Tôi kể lợi thân thứ nhất là chưa có giữ giới. Tà giới, tà định, tà huệ. Còn thân cao thượng có thứ nhất đó là năm giới người trời. Quý vị là cái thân cũng còn cái thân thứ nhất đấy, nhưng mà cao thượng. Còn cái thân thứ hai là những người giữ tám giới, sống về hỷ lạc, không còn đoàn thực nữa mà kêu là xúc thực, an hàng cảm giác. Thân thứ ba là mười giới, thì tu tứ thiền và tứ không. Tứ không thì ai nghe đĩa là mới biết là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Hư không vô biên là mạt na, thức vô biên là ai lại gia. Hai cái này tương tự như bất lai. Còn vô sở xứ là tương tự như A La Hán. Còn phi tưởng, phi tưởng xứ là tương tự như Như Lai. Tương tự do đó là các ngoại đạo nó cũng cao chứ không phải thấp đâu. Thì Thái tử Si Đạt Ta đi tu rồi gặp cái ông hay là lão quốc đồng la pháp, ông chỉ vô sở xứ, ông kỹ phi phi tưởng xứ, tôi tương đương với A La Hán, tương đương Như Lai.
Thì Thái tử Siddhartha thấy cái chỗ hớ mới chỉ cho các ngài thấy. Thì các ngài công nhận, nhưng mà bây giờ A-la-hán thiệt là sao? Thái tử cũng không biết, Như Lai thiệt là sao? Lúc đó ngài là còn Bồ Tát phàm, còn ngài mới tự đi tìm lấy. Thì hai ông thầy nói, giờ ngài tìm hết Ấn Độ không ai cao hơn tụi tôi. Thì Thái tử Hira nói đúng, hai ngài là đi tới A-la-hán Như Lai giả rồi, còn Như Lai thiệt, A-la-hán thiệt hai ngài chưa biết, và cả Ấn Độ cũng chưa ai biết. Tôi phải tự đi tìm lấy. Đạo có khi ở tại lòng ta, ở ngay cái xác thân này chứ không đâu. Hẳn nhờ định trí tìm ra, mà xếp chân ngồi lại kiếp già công phu, thì 6 năm chẳng mới đồng tu khổ hạnh. Thì cuối cùng ngài tìm ra, 49 ngày ngồi tại cội Bồ Đề, 49 ngày không ăn uống, ngủ nghỉ, tiêu tiểu gì hết. Tới ngày thứ 49 sa mai vừa ló dạng là đổ minh tinh với tiện thành chánh giác. Thì ngài thấy được cái bất tử, tức là đạo Phật. Rồi đem cái đa gia giáo quá, ngài lắc đầu thôi, chúng sanh ở cõi này không tu được đâu. Rồi chư thiên mới hiện lại hỏi, ngài nói chúng sanh đây sống là theo cái tập khí, khổ là do tập, chứ cuộc đời không có khổ. Sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét thì thật sự không có khổ. Nhưng mà dính mắc mới là khổ. Sanh thì có sanh, Phật cũng sanh, già thì Phật cũng già. Già thì lụm cụm, mắt lờ, tai điếc, chân mỏi, có dùng đi ba chân. Cái đó đâu phải là cái khổ, mà không chịu chống lại. Tôi già mà tôi không muốn yếu, tôi không muốn bệnh. Mà làm sao không muốn được, thì da nó phải bệnh thôi. Bệnh thì nó nhức nhối, mà tôi không muốn nhức, làm sao có vụ đó. Rồi tôi muốn sống hoài đừng chết, làm sao có vụ đó. Nó phải ngủm cù đèo, phải vô là thiêu đó. Mà chống lại làm sao chống được. Định luật vô thường, định luật tự nhiên từ xưa giờ, Đức Phật cũng phải chết thôi. Nhưng có một cái bất tử nằm trong đó, cũng như cái dòng nước vậy, nổi lên sống, thì sống nổi lên rồi sanh, rồi lên rồi phải diệt. Nhưng mà dòng nước lúc nào cũng vậy, nó đâu có sanh diệt. Thì cái sống xác thân này nương vào cái dòng nước lên hồn này để phát hiện. Thì sống xác thân phải quậy, dòng nước lên hồn còn quậy. Cái gì xuống sông cái gì coi, cái dòng nước nó chảy như vậy. Rồi có gió nổi lên thì cái gió làm cho cái dòng nước này nổi sống. Mình nói sống là nước, sai. Mà sống khác với nước, trật. Sống với nước không khác, mà cũng không phải một. Nước thì không sanh không diệt, cứ trôi chảy mãi, dòng nước lên hồn chúng ta. Một khi có tham sân si thì nó nổi lên cái xác thân này. Nam, nữ, trai, gái gì đó, trâu, bò, heo, chó gì nương vào cái dòng nước lên hồn mới tạo nên cái hình tướng. Mà nó có hình tướng thì phải có quải. Còn cái dòng nước nó đâu có tướng thì nó làm sao quải. Mà mình không nhận cái dòng nước linh hồn là mình nhận cái xác thân này là mình, thì phải đau khổ, phải già, phải bệnh, phải chết. Rồi mình tập cái thói quen rồi. Cái thói quen này là cái khó trị nhất. Cha mẹ sanh ra có ai biết uống rượu không? Không có biết. Rồi lớn lên đi xã giao, đi làm việc rồi mời uống. Thì có cô bác sĩ vợ tôi nói, con nói con cũng uống sư, mà nói thật với sư là con không bao giờ ghiền. Tôi nói chết chết chết, rượu nó cay xé à. Con bảo đảm với sư bây giờ con nhất định là con ghiền. Tôi nói cô không hiểu gì, học tâm lý rồi mới Phật giáo mới rành. Cuộc đời đâu có ai ghiền. Cha mẹ sanh ra làm sao biết rượu một lần nó cay xé, hai lần nó bớt cay, ba lần thì nó hơi ngọt, rồi tới 4 lần, 5 lần nó ngọt liềm, rồi 6 lần, 7 lần thì nó nhớ lại. Cái ghiền không phải là cái miệng mình ghiền. Người ta lầm nó cái miệng ghiền, cái miệng làm sao ghiền được. Cái nhớ lại, mà nhớ lại là cái gì? Cái óc này. Mà cái óc làm sao mà nhớ? Thì do cái chủng tử mình làm nhiều lần, nó chứa trong linh hồn ai đại gia mình. Thì cái ý chí đó mình kiếm mồi trong đó mới cung cấp cho tư tưởng mượn cái ốc ra phát hiện. Tư tưởng là làn sóng, ốc là cái ống lúa.
Cái ống lỗ đâu có phải là tư tưởng, mà nó là cái chỗ phát hiện tư tưởng. Cái ống lỗ đâu phải là tiếng nói, mà tiếng nói là ở đài phát thanh, ở làn sóng. Mà làn sóng quý vị có thấy không? Không. Nhưng mà tiếng nói đâu phải của ống lỗ, đâu phải của cái ốc, mà của làn sóng. Nó mượn cái ống lỗ ốc này để nó phát hiện. Thì ống lỗ ốc phải chết, phải hư, nhưng mà làn sóng vẫn còn hoài. Ông Minh Pháp ngồi tử tế nha, cứ gục hoài chết rồi. Đó thì chúng ta thấy nó khó. Thành ra sắc thân chúng ta, sắc thân bên ngoài này, cái cảm giác là thuộc về cảm giác, nó mượn cái sắc thân bên ngoài nó phát hiện. Còn cảm giác di tế hỷ lạc, nó mượn cái dây thần kinh để phát hiện. Thành ra nói tôi nhức cái răng quá, cái răng đâu có nhức. Dây thần kinh mượn cái răng nhức. Mà cái nhức dữ dội đó chính là thủy. Chúng ta đi vô bác sĩ thì nó lấy cái tủy là hết nhức. Mà cái tủy đâu có nhức. Cái tủy ăn đồ nóng nó sưng. Rồi cảm giác nó mượn cái sưng này để làm cái nhức. Thì cái nhức đâu phải tủy mà lo do cảm giác. Tiếng nói đâu phải của ống lo. Mà không có ống lo thì không có tiếng nói. Tiếng nói nó ẩn. Có ống lo rồi cái dây, cái làn sóng mới mượn ống lo để phát ra tiếng nói. Chúng ta nói ống lo là tiếng nói trật. Nó không có ống lo làm sao có tiếng nói sự. Đúng. Nhưng mà tiếng nói nó ẩn. Khi đủ điều kiện thì cái làn sóng này nó sẽ hiện ra tiếng nói. Mà không có làn sóng, có 100 cái ống lo không có tiếng nói. Rồi nó có sắc thân này mới có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Nhưng mà mắt đâu có thấy. Thấy là do linh hồn chứ. Mà đó tôi thường thường nó tự lại đến tôi hỏi. Thấy không? Thấy, thấy bằng gì? Thấy bằng mắt. Mà niệm Phật bằng gì? Niệm Phật bằng miệng. Nhưng không có miệng niệm Phật được không? Làm sao niệm được chứ? Chết. Người Phật tử phải nắm vững những cái đó. Nó khó là vậy đó. Niệm Phật bằng miệng mà không có miệng là không niệm Phật. Chết. Mà nó mới tranh cãi niệm Phật lần chuỗi không sư? Ta nói không, lần chuỗi là không giảng sanh. Niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ sư? Người ta nói niệm 4 chữ là không giảng sanh, phải niệm 6 chữ. Niệm Phật phải lớn tiếng hay nhỏ tiếng? Người ta nói niệm lớn mới là nhất niệm được. Lẩn thận, không nắm được cái gốc. Tôi mới hỏi bà niệm Phật bằng cái gì? Bằng cái miệng, bằng cái tai? Không có vụ đó đâu. Bây giờ tôi niệm Phật tôi không cần miệng được không? Không được. Chết. Tôi ngồi đây tôi giảng Pháp tôi niệm Phật được không? Tôi vẫn được chứ. Niệm Phật là niệm bằng linh hồn. Nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Tôi vừa giảng Pháp mà tôi vừa nhớ Phật khó làm à. Khi nào có định lực mình cao á, mình làm luôn hai việc. Nhưng mà đừng có bắt chước. Thì hãy mình khi tới đó rồi mình có thể mà làm được. Đó thì bây giờ tôi chết tôi vẫn giảng sanh như thường. Tôi ngồi giảng Pháp như vậy mà tôi vẫn muốn nghe tiếng niệm Phật và có tiếng niệm Phật. Ở trong linh hồn nó phát ra. Còn người mới làm sao làm được? Thì cứ làm hoài rồi cũng được với ổng thôi. Ổng ban đầu thì ổng đâu có làm gì được. Ổng nhờ tu lâu năm. Và mình mới đây mà. Nhưng mà nếu mình bền là cũng đạt cái trạng thái đó. Thành ra chúng ta phải tìm hiểu cho rành. Tất cả cái cảm giác của sắc thân không phải là sắc thân. Nó mượn sắc thân để phát hiện. Cái cảm giác của dây thần kinh không phải là dây thần kinh, mà là cảm giác của cõi trời. Nó mượn dây thần kinh để phát hiện. Rồi cái tư tưởng cũng vậy, nó mượn cái dây thần kinh ốc, trung khu thần kinh, thường kêu đó đó. Chỗ đó mới quan trọng. Trong ốc chúng ta có nhiều cái ống lòa trong đó. Có người chơi, té xuống bể đầu mà không chết. Có người té một chút mà ngay cái điểm quan trọng của ốc rồi. Rồi vô là thiêu. Hít thở một hồi rồi đi luôn. Mãi ngay cái chỗ quan trọng của nó là nó phải chết thôi. Thành ra cái thân thứ ba, thì tôi nhắc rồi quý vị nhớ ha. Thân thứ nhất là thân ngoài, quý vị thấy dễ dàng.
Thân thứ hai quý vị phải giữ tám giới, đi ngồi thiền quý vị sẽ thấy được nó, thì chết 8 tiếng nó mới được. Còn thân thứ ba là dây thần kinh. Những người nào bị nhũng não thì chúng ta biết. Còn thân thứ tư là thân của bậc thánh nhân. Thì quý vị nào thấy được cái bất tử nhập lưu thì biết được. Tức là nó là cái nền tảng để tất cả sắc thân này phát hiện. Nó là cái dòng nước linh hồn mà sắc thân phù trần bên ngoài này cũng nương vào nó phát hiện. Và các thân di tế dây thần kinh cũng nương vào nó phát hiện. Và cái ốc này cũng nương vào nó phát hiện. Còn nó không nương vào ai hết. Nó là cái dòng nước mà. Thành ra sống của bên sắc thân bên ngoài, sống sắc thân bên trong, sống sắc thân không ngoài bên trong, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc đều nương vào cái dòng nước linh hồn để phát hiện. Còn dòng nước linh hồn nó không nương vào đâu hết. Vô lượng kiếp nó bao giờ cũng như vậy thôi. Nó không thêm không bớt, không sống mà không chết. Nó chưa từng sống thì không bao giờ nó chết. Chưa từng sanh ra thì nó chưa bao giờ diệt. Tất cả đều nương vào đó để phát hiện. Chẳng hạn như tôi nói vậy là quý vị biết. Cho một cái thí dụ thôi. Nhưng mà tu thì phải lâu ạ. Thí dụ tôi đi, thì tôi biết tôi đi. Tôi nói sắc thân của tôi đang đi luân hồi. Sắc thân của tôi. Và nếu mà sắc thân chết nữa, sắc thân của tôi chết. Còn bây giờ tôi đi, lặng lẽ nhìn thân đi, chứ không có tôi. Cái thân nó chuyển biến, thì lặng lẽ biết thân chuyển biến. Cái biết không phải là thân, mà cái biết cũng không khác sắc thân. Thì sắc thân nương vào cái biết để phát hiện. Rồi tôi lặng lẽ nhìn thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm. Cái biết không có đi, không có đứng, không có ngồi, không có nằm. Rồi bây giờ cảm giác bên trong, cảm giác lạc thọ khởi lên. Thì cảm giác của tôi khởi lên, cảm giác sảng khoái khởi lên, rồi luân hồi. Bây giờ cảm giác nhức nhối của tôi khởi lên, tôi thấy nhức quá, cảm giác này là tôi phải tìm cách tiêu diệt nó, luân hồi. Còn bây giờ cảm giác lạc thọ khởi lên, tôi biết cảm giác khởi lên, thì cái biết không phải là cảm giác. Cảm giác sảng khoái lạc thọ là của cảm giác chứ không phải của cái biết. Nhưng mà nó nương vào cái biết để nó phát hiện. Thành ra biết có cảm giác, nhưng mà nó không phải cảm giác, mà nó cũng không khác cảm giác. Thì cảm giác nương vào nó phát hiện mà. Nhưng mà cảm giác hoài thì nó vẫn còn. Một khi tất cả dây thần kinh này đứt, thì biết dây thần kinh đứt, biết là cảm giác đã chết, thì cái biết không chết. Còn nói cảm giác của tôi thì cảm giác tôi chết theo. Thành ra các quý vị không nhận cái linh hồn, mà cái nhận cái cảm giác là tôi, cái xác thân là tôi. Thành ra 8 tiếng mới chết. Còn 8 tiếng nó đứt nó chết là xác thân chết, cảm giác chết, chứ cái biết đâu có chết. Thì chúng ta qua cái thân thứ tư. Thì tôi giảng rồi để cho hiểu tôi. Chứ tu rồi quý vị chắc là cũng phải 2-3-40 năm. Mà nếu có thầy sáng, có bạn lành, có người ủng hộ thì có thể đốt giai đoạn. Còn không thì kiếp này, kiếp sau, 100 kiếp cũng chưa có làm được cái gì hết. Bây giờ giảng như tôi là cũng chưa có ai giảng nữa. Nó khó giảng lắm. Thì đại khái vậy thôi, quý vị đừng có nghe hiểu rồi nói đâu vậy thì cũng dễ quá. Không dễ đâu. Thành ra giờ mình cứ lặng lẽ, mình theo dõi cái thân của mình. Thân đi, đừng có nói thân tôi đi, mà chỉ có xác thân đi thôi. Mà tôi lặng lẽ tôi biết thân đi, đừng cãi sửa. Còn bây giờ thân tôi đi lẹ quá, tôi sửa cho nó chậm rồi, qua cái thân là của tôi. Rồi thân đi mà nó sẽ chậm lẹ gì thì kệ nó, tôi biết nó thôi. Bây giờ tôi không phải là nó, mà tôi cũng không khác với nó, bởi vì nó nương vào cái biết tôi mà nó phát hiện. Thì tôi giữ lấy cái biết. Thì cái biết này không bao giờ chết, nhưng mà thân thì phải chết. Rồi cảm giác khởi lên, tôi lặng lẽ nhìn cảm giác khởi lên.
thì cảm giác có thể sanh diệt, có thể chấm dứt, có thể 8 tiếng nó đứt, còn cái biết tôi không đứt. Mà chính cái biết này cảm giác mượn nó để phát hiện. Thì cũng có biết đó đó, mà nó biết sắc thân, nó biết cảm giác. Rồi bây giờ tư tưởng tôi tính toán biết dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê. Thì tư tưởng của tôi tiếp tục luân hồi. Hãy tư tưởng đứt rồi thì tôi chết. Bây giờ tôi biết tư tưởng đang phân biệt. Thì tư tưởng phân biệt chứ có biết không có phân biệt. Nhưng mà nó biết tư tưởng phân biệt nó không khác với tư tưởng. Nhưng mà nó không dính mắc vào tư tưởng, nó lặng lẽ nhìn. Cuối cùng chúng ta con cái biết thôi. Biết thân, biết cảm giác, biết tư tưởng. Nhưng có biết thân thì thô tháo hơn. Nó không có liên tục. Biết cảm giác thì nhanh hơn. Biết tư tưởng thì nhanh hơn nữa. Thì biết tới tư tưởng là bắt đầu qua la hán rồi đó. Biết xác thân là mới nhập lưu thôi. Nhất giảng lai là biết tới cảm giác. Biết tới cảm giác sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là qua bất lai. Còn biết tương tưởng ý chí này kia đó là qua A-la-hán. Chỉ nhận cái biết thôi. Thì cái này tôi kêu là cái thân thứ tư. Nó khác với ba thân kia. Nó là cái chỗ để mà cái thân bên ngoài của năm giới với bốn đường ác. Bốn đường ác là chưa giữ giới, thân bên ngoài của cõi người trời dục giới là bên ngoài cao thượng. Quý vị còn sắc tài danh lợi ăn uống mà. Nhưng không giống như loài thú, không giống như ngạ quỷ. Quý vị cao thượng hơn. Nó khó vậy đó, nên nhớ. Thì tôi nhắc lại đó là có ba thân. Quý vị nào giữ năm giới thì được một thân. Thân bên ngoài. Thì cao thượng là quý vị bây giờ đang cao thượng mà chưa chắc quý vị giữ nổi. Nhất là thời buổi này. Giới thứ năm là khó giữ nhất. Không ghiền tất cả các chất sai, nhất là uống rượu. Tại sao vậy? Vì rượu vô một cái mất trí liền, nhất là những người lái xe, giờ chính phủ cũng cấm. Đã uống rượu thì đừng bao giờ lái xe. 50 mạng giao cho mình hết, mình xuống một cái là 100 kiếp cũng chưa đầu thai được. Thành ra người lái xe là khó. Một đạo Phật là đạo trí tuệ, mà uống rượu là mất trí tuệ liền, trở nên người điên. Còn ghiền cà phê, thuốc lá, cờ bạc này kia thì có thể tha thứ được. Tại sao vậy? Nó chưa đến nỗi mất trí. Nhưng mà đây nên nhớ là tôi nói ghiền nha. Về nó hồi xưa nó cấm mà rút thuốc mình uống cà phê. Không phải nói cấm uống cà phê mà cấm cử á. Một ngày ba cử không có là quậy. Thì cái quậy mới là tội lỗi. Mình giờ xã giao không uống rượu làm sao được, nhưng mà miếm môi. Tôi mới nói với bác sĩ đó, bác sĩ đưa cái ly lên miệng rồi để xuống, đừng uống. Ai cấm mình, chút mà để lại, ai mà đổ bỏ thì đổ. Đổ bỏ rượu mà đừng có đổ mình thôi. Mình sợ mà sợ mình chứ đâu có sợ rượu. Giờ nếu mình uống thì chút người ta nhà người ta đổ bỏ. Mà mình đưa lên miệng rồi để xuống, ai bắt lỗi mình. Cụng ly rồi tôi cúng cụng, giờ đó tôi vậy đó. Tôi làm hiệu trưởng cụng ly, tôi cũng cầm ly lên tôi cụng vậy. Rồi đưa lên tôi đụng cái môi một cái rồi tôi để xuống. Tôi uống 10 lần cái ly còn đầy nhóc thôi. Đổ nữa tôi nói còn đầy nhóc. Rồi đó mình suốt đời không ghiền, rồi đó do mình chứ. Mà mình khoái mình nhảy một chút mình thấy trời ơi rượu nó chắc. Nó cay xé mà ghiền cái gì. Nhiều lần. Do cái thói quen làm tới làm lui hoài nó quân tập trong ai lại ra. Nó nhớ lại một cái là ghiền. Ghiền là do nhớ lại. Chứ không phải nó có miệng tôi ghiền rượu, có miệng tôi ghiền thuốc, không có vụ đó đâu. Đói bụng thì có. Mà nói đói bụng có bụng, tôi nói đòi bò 7 món là không có vụ đó. 7 món là do tư tưởng nó đòi. Đút cái gì vô cái bụng nó no là được rồi. Cơm cũng được. Mà không có bụng nó đòi hủ tiếu mà, không có cái vụ đó đâu. Thành ra chúng ta phải để ý cái tư tưởng khác mà cái sắc thân khác. Thất tân tôi buồn ngủ thì đi ngủ. Mà không, nó không rồi buồn ngủ mà nó đòi uống thuốc ngủ thì chết nữa. Sắc thân tôi nó đòi nó khát nước thì lấy nước khoáng nước gì uống được không. Nó đòi uống nước cà phê hả? Thì cái này là tư tưởng rồi uống chứ không phải sắc thân đòi uống.
Thì chúng ta phải để ý đó, mà nếu tư tưởng là nhất định phải thắng mày. Còn sát thân đói là phải ăn, khát là phải uống, khát mà cấm không cho uống làm sao được. Nhưng mà khát là uống nước cho đã khát, chứ không phải khát là phải uống rượu, phải là uống cà phê, uống bia, không có cái vụ đó. Thấy không? Chứ để ý cho đó. Thành ra hôm nay tôi nói quý vị coi cha mẹ mình, anh em mình ở trong giai đoạn nào. Sắc thân bên ngoài là năm giới cao thượng, sắc thân bên trong là tám giới, thì thường chìm đắm trong thiền định. Những người này sắc tài danh lợi không ham nữa, ăn uống thô sơ trái trương mà. Thường thường kìm chỗ vắng là nhập định vào trong đó. Trời cái hỷ lạc nó còn chấp trăm ngàn cái ăn uống nữa. Người nào mà ngồi hỷ lạc mà ngồi có 7-8 tiếng mà coi như 5 phút, quý vị sẽ thấy rằng cái món ăn đối với mình không thành vấn đề nữa. Muốn ăn nó ngon, muốn ăn thì nó cũng hỷ lạc vậy. Ăn thì uống như uống là cái nước gì vẫy ấp gì đó, nó sảng khoái. Nhưng mà quý vị vào thiền định sảng khoái rất tỷ lần. Rồi thầu cái gì đó kêu bằng xì ke ma tí vậy đó, sảng khoái. Mà thiền định sảng khoái rất tỷ lần. Mà sảng khoái rồi sau khi xả thiền nó nâng mình, cái sắc thân mình lên cao thượng. Rồi xì ke ma tí sau khi xả ra rồi cái thân ốm o bệnh tật đủ thứ hết. Cũng sảng khoái, mà sảng khoái của địa ngục ngạ quỷ. Uống rượu vô cũng sảng khoái. Và chúng ta phải để ý cái đó mà tiến hóa. Khuyên cha mẹ lúc còn sống, hồi nãy có trong cái đọc đó là chỉ có tụi con phải cầu an cầu siêu như thế nào, thì tôi khuyên nên cầu lúc còn sống. Nhưng bây giờ cha mẹ lỡ chết rồi sao, thì coi những giấc chiêm bao. Nếu mà không được đó thì đọc kinh như cha mẹ về buồn đầu đó, ở bốn đường ác thì tụng kinh Địa Tạng. Còn cha mẹ về tươi cười rồi là cha mẹ đang ở cõi trời. Thì giái cha mẹ ơi đừng ở cõi trời, nó sung sướng mà hết phước cha mẹ phải đầu thai. Con xin đọc kinh A-di-đà, cha mẹ về cõi cực lạc của Phật Di-đà. Cha mẹ chỉ phát nguyện thôi, cha mẹ không muốn ở cõi trời nữa thì A-di-đà sẽ tiếp dẫn về cực lạc liền. Chắc chắn như vậy. Thì cha mẹ đã cõi trời là nhất niệm rồi, thì về cõi Phật cái một thôi. Vậy thì một lần nữa tôi xin nhắc lại quý vị là coi cuộc sống của mình, cuộc sống của người thân mình nếu còn sống, thì khuyên làm sao giữ năm giới, thọ tam quy, trì ngũ giới. Mà nhớ thọ tam quy, trì ngũ giới, ông sư nào mà có điều kiện là đừng có thọ. Phải thọ với tôi, phải đi đến chùa tôi, không đi chỗ khác được thì tôi rút lui. Nó không có điều kiện thọ cho mình, nhưng mà phải cố gắng giữ để làm ổng buồn, ổng mất đức. Con cái mà hư thì mình ở tù, chứ cha mẹ đâu có ở tù. Nhưng mà người ta nói à, con ông bà đó nó không có đức, không có dạy con, gia đình mất dạy, tội nghiệp cho cha mẹ mình. Học trò hư thì người ta chửi ông thầy. Thì tôi chưa phải là thầy, nhưng mà tôi tạm thay thế Phật để mà truyền giới. Rồi quý vị ở tù tôi hay mà cái này tôi khổ đau. Như có một số vị đó là thọ giới rồi mà đi chơi số đề số đuôi vậy bị bắt họ mấy năm trời. Tôi phiền não, tôi đắc quả đông. Sư đó, đệ tử sư đó thật là đệ tử, tôi truyền giới chứ tôi đâu có dạy mà làm bậy như vậy. Ai mà dạy con mà dạy làm sai. Nhưng mà con nó làm sai thì cha mẹ phải mang tiếng. Thành ra quý vị thọ giới rồi, nước kính tôi, thương tôi, cố gắng giữ giới, đừng để tôi mang tai tiếng. Thì tôi rất cảm ơn. Và không có điều kiện gì tôi vẫn sống cuộc sống cũ, muốn đi chùa đi gì đi. Nhưng mà tôi năn nỉ chỗ nào chính trị thì đừng đến. Chỗ nào ông lên bà xuống, thiên cơ sấm giảng bài bạc rượu chè phải tránh xa. Mấy bạn mà ăn mặc chửi thề này kia không có giữ giới lánh xa. Còn quý vị không lánh thì ở tù. Chừng đó làm phiền tới tôi, tôi chỉ xin bao nhiêu đó. Còn ngoài ra quý vị muốn làm sao đó là xin là mỗi tháng 2 ngày rằm 39 giờ hoặc 10 giờ đến đây nghe Pháp, 12 giờ có 2 tiếng đồng hồ. Một tháng có 2 ngày thôi, rằm và cuối tháng. Như tháng thiếu là 29, tháng đủ là 30. Ở đây không cúng mùng 1, nên nhớ mùng 1 có cái bữa Tết đó thôi. Thì quý vị nhớ là 30
nếu tháng thiếu là 29, và về cố gắng ăn 10 ngày chay, và cố gắng cứu độ cha mẹ mình và gia đình mình. Bởi vì khi mà mình niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật có đếm mà khó giảng sanh, thì phải nhờ ban hộ niệm. Mà ban hộ niệm đến mà gia đình không đồng ý nữa, đuổi đi một cái rồi thì cái vong linh này không giảng sanh được. Phải độ gia đình nữa. Gia đình tiếp tay niệm Phật cho mình giảng sanh thì bảo đảm chắc chắn giảng sanh. Vậy thì tóm lại hôm nay tôi xin nói về vấn đề cầu an, cầu siêu cho người sống và người chết. Người sống thì ráng khuyên cha mẹ thọ quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Mở đâu mà ra điều kiện đó thì thôi đừng có tỏ. Có rồi không có điều kiện gì giới trụ trì, giới chùa, giới tịnh xá đó hết. Mình vẫn sống như cũ. Nhưng mà nhớ là cố gắng giữ giới, không là mình có lỗi với Tam Bảo. Mình hứa với Phật, với Pháp, với Quý Sư, Phật Pháp Tăng, thì mình có lỗi. Mình phạm giới là lỗi rồi, mà lỗi với Tam Bảo nữa, thì cố gắng giữ. Heo, quý vị nhớ heo. Còn mà cha mẹ đã lỡ chết rồi mà làm cách nào, thì nãy đó là trai tăng. Thì tôi đọc hồi nãy là cha mẹ về đấy. Nếu mà đã giảng sanh rồi thôi, mà không giảng sanh theo di thức là cha mẹ ở trên không gian này. Bởi vì nó có ba thân. Cái thân thứ nhất đó là xác thân này. Thân thứ nhì là các cõi trời của cảm giác. Thì người ta mượn cái dây thần kinh để người ta phát hiện. Còn thân thứ ba đó là tư tưởng. Thì cái hình tướng rất vi tế. Thì người ta mượn cái óc để phát hiện nó có cái cảnh giới cao của nó. Nhất là quý vị về Ấn Độ đó, thì bây giờ có những cái gì người ta kêu là tàng hình đó. Cũng như là Phật Thầy Tây An, Bình Phú Sổ, sư trưởng này cũng vậy đó. Chết là không có xác. Cái bắt các ngài mà muốn giết các ngài rồi thì vô kiếm không có, mất tiêu. Thì kêu là vắng bóng, không biết còn mất. Nhưng mà theo trong di thức thì đó là các ngài tàng hình, các ngài đi. Thì đó là cũng có cảnh giới vậy. Nhưng mà cảnh giới này vi tế, chẳng hạn như con vi trùng. Vi trùng cốc quý vị đâu có thấy, như trên không gian là biết bao nhiêu vi trùng. Mà nếu qua hiển vi quý vị thấy là vi trùng. Mà vi trùng cũng thật sự không có nữa. Nếu qua kính điện tử thì đó là điện tử âm dương. Mà điện tử âm dương cũng không đúng nữa. Nếu qua cái nữa nó là năng lực. Thì bây giờ mấy xe ông tìm ra năng lực là E bằng MC bình phương. Tất cả hiện tượng giới này đều phát hiện từ ai lại gia thức, từ năng lực. Chỉ có năng lực mà thôi. Thì năng lực là sắc thân thứ tư tôi nói đó. Mà năng lực của nhập lưu thì chuyển biến rất là chậm. Tới thánh thứ nhì chuyển biến nhanh hơn. Thánh thứ ba thật nhanh. Thánh thứ tư thì thần tốc. Tôi đã dùng trình tuổi là nghiêm dùng cho thần tốc. Tức là chuyển biến nhanh cho đến nỗi là đứng lặng bất biến. Đó là nước. Còn dòng nước thì bắt đầu có chuyển biến. Mà chuyển biến chậm là dòng nước thứ ba. Dòng nước của bất lai. Chuyển biến chậm nữa là nhất dẫn lai. Chuyển biến thật là chậm. Đó là nhập lưu. Còn tất cả các lượng sống đó là cảnh giới của chúng ta. Sắc thân thứ nhất là lượng sống đê tiện nhất. Và sắc thân thứ hai là lượng sống tương đối cao thượng. Sắc thân thứ ba là cao thượng nhất. Thì ba cái sắc thân này đều nương vào cái dòng nước. Sắc thân đưa tiện thì nương vào dòng nước của nhập lưu. Sắc thân của cõi trời thì nương vào dòng nước của nhất vãng lai. Sắc thân của tứ thiền, tứ sắc giới, mười giới nương vào dòng nước của bất lai. Còn A-la-hán là nước chứ không phải dòng nước. Chuyển biến một cách thần tốc cho đến là đứng lặng bất biến. Thì nó bao trùm hết tất cả. Thì tóm lại hôm nay tôi xin nói về bốn thân. Thì quý vị ráng giữ năm giới là thân thứ nhất, tám giới là thân thứ nhì. Thì tu thiền định thì mới có thể sanh về cực lạc. Còn thân thứ nhất cũng có thể, nhưng mà nhờ thêm ban hộ niệm. Tức là người giữ năm giới là phải độ mình, độ cha mẹ mình trong lúc còn sống. Còn đã chết rồi thì cũng cầu mai thôi. Là tụng kinh địa tạng. Nếu cha mẹ lúc chết cảnh giới xấu thì coi cha mẹ mình chết tỉnh táo hay không, thiêu ra có xá lợi hay không, thì
Mấy cái đó mình đoán, mình biết cha mẹ mình chết sanh vào cảnh giới xấu thì tụng kinh Địa Tạng. Bốn nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là cứu độ các vong, còn Quan Âm là cứu độ những cái vong cõi trời về cõi cực lạc. Hai cái nó khác. Tụng kinh A Di Đà thì không đúng, còn cha mẹ bốn đường ác tụng kinh A Di Đà thì lại sai Địa Tạng. Rồi đại khái vậy, bữa khác tôi nhắc lại vấn đề này, nghe không? Rồi thì quý vị cố gắng tu ngay bây giờ, nghe không? Để được giải thoát ngay bây giờ. Thì nếu quý vị mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đến nhờ thêm 3 hồi niệm, vì cõi cần niệm Phật thì tất nhiên là tự mình có thể dẫn sanh. Nếu 3 hồi niệm giúp đỡ thì dẫn sanh cao hơn. Mà muốn giảng sanh thì quý vị phải giữ giới. Muốn giữ giới thì sắc thân quý vị phải ít đau bệnh. Ít đau bệnh thì phải ăn gạo lứt muối mè, heo cho nó ít nhức mỏi. Còn ăn tùm lum thì nhức mỏi tùm lum, giảng sanh tùm lum. Thành ra tôi tha thiết là đây có cái quán cơm từ thiện đó cho không, heo quý vị có thể ăn gạo lứt đó người ta nấu sẵn, mà lợi chỉ lãnh về ăn thôi. Cố gắng kiên cử một chút, ăn gạo lứt của mẹ là hay nhất. Còn không thì ăn thêm đồ ăn, thì đó chứ không có đồ ăn, chỉ có gạo lứt với mẹ. Mình về nấu một số đồ khô, nghe không? Thì gọi ở trong đó người ta chỉ cách cho mình nấu cái món đồ ăn khô. Cái ăn gạo lứt với mẹ chịu nổi. Ăn số 6 là có một món đồ ăn, số 7 là có thể, số 5 là hai món. Còn nếu số 4, số 3 là chết rồi, ăn là bệnh dài dài. Mà nhức nhối làm sao niệm Phật? Ai mà bệnh nhức nhối là không có niệm Phật được. Nó nhất niệm nhớ tới cái đâu thì quý vị cố gắng. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo.